Chào thầy các em. Như vậy ngày hôm trước thầy trò mình đã tìm hiểu thế nào là điện trường đúng không nhỉ? Đây là một cái môi trường đặc biệt đúng không? Xuất hiện quanh một cái điện tích ở đó đúng không nhỉ? Và một cái điện tích khác tồn tại ở trong cái môi trường đấy, đúng không nhỉ? Trong cái điện trường đấy thì luôn bị chịu tác dụng bởi một cái gì? Bởi một cái lực ở đó đúng không nhỉ? Cái lực này thì ngày hôm trước thầy trò mình học rồi, F bằng E nhân với Q đúng không? Đó. Thế thì khi mà có lực tác dụng lên vật thì đương nhiên đến chất điểm, đến điện tích Q đấy, thì đương nhiên điện tích Q phải di chuyển đúng không? Có lực tác dụng lên nó thì phải di chuyển, mà có di chuyển thì phải có công đúng không nhỉ? Có công. Thế hôm nay ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần đó, đúng không nhỉ? Công của lực điện đúng không? Và nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm các phần chính như sau. Thì phần đầu tiên phải nhắc lại cho các bạn về công cơ học trước đúng không nhỉ? Bởi vì công cơ học từ lớp 10 đúng không nhỉ? Nhiều bạn cũng phải bắt đầu mơ màng quên một chút rồi, đúng không nhỉ? À, nghỉ hè sau lớp 9 bắt đầu mọi thứ lớp 10 còn như là máy sạch rồi, trái lại thầy rồi, đúng không nhỉ? Tiếp theo là phần công của lực điện, đúng không nhỉ? Từ công cơ học này liên hệ đến công của lực điện xem nó giống nhau hay không, đúng không nhỉ? Phần thứ ba là thế năng của điện tích trong điện trường, đúng không nhỉ? Và cuối cùng là các cái ví dụ minh họa để minh họa trong phần này, đúng không nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ nhau tìm hiểu phần nội dung chi tiết. Đầu tiên thầy muốn nhắc lại về công cơ học. Cái này thì các bạn học rồi nên thì nhắc lại nhanh hơn, đúng không nhỉ? Thế thì cái công này nó như thế nào? Ở đây thì thầy lấy một cái ví dụ đúng không? Là ở đây thì có một cái vật nằm trên một đường nằm trên một mặt phẳng, đúng không? Đây một cái vật bình vuông nằm trên mặt phẳng. Yeah. Cái vật này thì nó bị chịu tác dụng bởi một lực F theo phương ngang, được chưa? Và sao? Cái lực F của thầy thì nó có thể ngang đi, được chưa? Và nó sẽ di chuyển với vận tốc là gì? Là v, được chưa? Thế thì cái và ngoài ra nữa thì nó di chuyển từ đây đến đây với quãng đường là một đoạn bằng F. Đó. Thế thì cái công mà vật này nó sinh ra trong quá trình chuyển động từ vị trí A đến vị trí B này là gì? Đó nhỉ, các bạn nhớ chỗ này. Công thì ký hiệu là chữ A. A bằng gì đây? Bằng tích vô hướng của F nhân với F. Đúng không nhỉ? F là độ lớn của lực, F là quãng đường di chuyển, đúng không? Vậy hai cái này nhân với nhau thì bằng cái gì, đúng không? Thì bằng độ lớn của F nhân độ lớn của S nhân với cos alpha. Alpha là cái gì đây? Trong đó alpha là góc xen giữa của F và S. Đó, là góc xen giữa của F và S, đúng không? Trường hợp này thì F và S là hai cái nó trùng phương, cùng chiều. Do đó, cái độ lớn của F này bằng 0, và có góc alpha này bằng 0, đúng không? Cos 0 thì bằng mấy? Bằng 1, đúng không? Do đó, cái này chính bằng F trên S. Nhưng trong một trường hợp khác, ví dụ như trường hợp mà đây, trường hợp F khác, thay vì thầy cho F này mà thầy cho một F phẩy ở đó, đúng không? Nó hợp với phương ngang của góc alpha, thì đây, trong trường hợp này, đúng không nhỉ? Giá trị của A này sẽ bằng F phẩy nhân với S nhân với cos của alpha, đúng không nhỉ? Đó. Như vậy thì muốn tính được công thì mình phải tính được cái gì? Độ lớn của lực nhân với quãng đường, đúng không? Thế thì dựa vào cái lý thuyết này thì cho mình cùng nhau tìm hiểu phần nội dung tiếp theo, công của lực tích điện. Ở phần thứ hai này thì cho mình tìm hiểu về công của lực tích điện, đúng không nhỉ? Thế thì vừa nói xong, muốn tính công phải tìm hai thứ, một là độ lớn của lực, đúng không nhỉ? Hai là quãng đường, đúng không? Bây giờ phần đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu về lực điện trong điện trường đại học trước, đúng không nhỉ? Tìm hiểu về cái lực đã, đúng không nhỉ? Thì đây thì xét một cái môi trường đặc biệt là điện trường đều. Điện trường đều này là cái điện trường như thế nào? Là một cái ở đây có thể coi là hai cái thanh song song với nhau, đúng không? Và hai thanh này mỗi thanh tích điện một loại điện. Ở bên trên là điện dương, bên dưới là điện âm, đúng không nhỉ? Thì giả sử
và trong trong giữa hai khoảng này đương nhiên là nó sẽ tích điện là gì, nó sẽ là một cái điện trường đều. Điện trường đều là gì, là vector điện trường E đúng không? Trong khoảng không gian này ở tất cả mọi vị trí giống hệt nhau, nó cùng là chiều từ trên xuống dưới đúng không nhỉ, và có độ lớn giống nhau được chưa? Xin lỗi, độ lớn độ lớn thì nó không giống nhau nhưng mà nó thẳng phương từ trên xuống dưới được nhỉ? Đó. Rồi tiếp tục, thầy xét ở đây là thầy xét một cái điện tích Q có điện tích dương ở trong cái môi trường điện tích đều này được không nhỉ? Đó. Và cái câu hỏi đặt ra là gì? Là điện tích này sẽ chịu một lực tác dụng F như thế nào? Được không nhỉ? Thì ở đây thì thầy đơn giản thôi, đúng không? Cái lực F này các bạn sẽ có, nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng, như hôm trước mình học rồi, đúng không nhỉ? Chính bằng E nhân với Q, đúng không nhỉ? Ở đây cái lực F sẽ bằng bằng E nhân với Q, đúng không? Đây là bài học em trước, và bài em đây thế. Cái lực F này cũng bằng cái điện tích Q nhân với E, mà Q ở đây là Q dương, đúng không nhỉ? Q dương, sau đó E và F cùng chiều với nhau, sau đó F nó hướng từ trên xuống dưới, đúng không nhỉ? Rồi, sau khi mình có được cái lực F này rồi, đúng không nhỉ? Thì mình bây giờ tìm thấy cái lực tiếp theo là gì? Đến cái thành phần tiếp theo là trong cái phần tính công là phải có đường, đúng không? Một tính công có lực rồi thì có đường. Thế muốn có đường thì thầy sẽ chia cái dịch chuyển của một cái quỹ đạo của một trận điểm này thành ba trường hợp nhỏ hơn. Thứ nhất là điện tích di chuyển theo đường thẳng từ M đến N. Đó nhỉ? Đó. Ở đây thì thầy vẽ lại như sau. Vẫn là cái môi trường điện tích đều nhá. Vẫn là E từ trên xuống dưới nhá. Đúng không? Cái điện tích của thầy xuất phát từ M, đúng không? Chuyển động đến N và chuyển động theo đường thẳng. Đúng không nhỉ? Thế thì cái câu hỏi đặt ra là gì? Là cái công mà cái vật này nó sinh ra ấy, đúng không nhỉ? Công mà cái điện tích này sinh ra nó bằng bao nhiêu, đúng không nhỉ? Thì đây thầy sẽ tính ra, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ trường hợp A nào này, đúng không nhỉ? Vật dịch chuyển từ đây đến đây thì các bạn có công thức F, công thức A là gì? A mà vật di chuyển từ M đến N thì bằng cái gì đây? Bằng F đúng không? F nhân với S nhân với cos alpha đúng không? Nhân S đây hai này nhỉ. Và bằng gì đây? Phân tích ra thì sẽ bằng độ lớn của F nhân độ lớn của S nhân với cos alpha. Đúng nhỉ? Thì cái nó sẽ còn cái gì thì phân tích tiếp này. F bằng cái gì đây? F thì bằng E nhân với Q. Đúng nhỉ? Đó. Đúng không? Và tiếp theo là gì đây? Nhân với S. S ở đây là khoảng cách từ M đến N, đúng không? S nhân với cos alpha thì các bạn thấy ngay nó chính bằng khoảng cách từ D đến đây. Chứ D ở đây chính là gì? Là khoảng cách từ M đến cái vị trí H này này. HN mà kẻ vuông góc từ MH vuông góc với HN. Được nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ có S nhân cos alpha sẽ bằng D. Được chưa? Đó. Thì đây, đây chính là cái công thức mà liên quan đến tính về công của một vật di chuyển theo đường thẳng từ một vị trí bất kỳ đến một vị trí bất kỳ khác trong điện trường đều, đúng không? Rồi ở đây các bạn chú ý nhé, chú ý cái gì? Ở đây góc cos alpha của thầy đang nhỏ hơn 90 độ, đúng không? Nếu như nó lớn hơn 90 độ tức là sao? Vật này ví dụ như điện tích này điện tích âm chẳng hạn, đúng không? Thì vật lực F này sẽ hướng lên trên, đúng không nhỉ? Đó, hướng lên trên chẳng hạn. Thì như thế góc alpha này nó sẽ như này, đúng không? Thì cos alpha mà lớn 90 độ thì cos alpha sẽ nhỏ hơn không, đúng không nhỉ? Thì do đó công ấy sẽ là công âm, đúng không? Đó. Thì vào bài tập cụ thể thì sẽ minh họa rõ hơn. Nhắc qua như thế rồi. Tiếp theo, nếu như mà là thầy không cái điện tích này nó không di chuyển theo đường thẳng, đúng không? Nó di chuyển theo một đường gấp khúc nào đó từ M đến N, đúng không nhỉ? Nó không đi thẳng mà nó đi bất kỳ đường thẳng gấp khúc nào đó. Thì cái công này tính như thế nào? Thì chúng ta sẽ xem phần tiếp theo. Phần này, đúng không? Phần B, điện tích di chuyển theo đường gấp khúc từ M P N, đúng không? Đó. Thế thì thầy chia cái đoạn đường này ra thành hai thành phần. Một là gì? Một là MP và hai là gì? PN. Đúng không nhỉ? Và thầy tính xem là công của đoạn di chuyển tổng công này nó bằng cái gì nhá. Ở phần B thầy có
Đầu tiên là thầy tính AMP trước. Bằng cái gì? Các bạn thấy có bằng F nhân với gì đây? Nhân với S1 đúng không nhỉ? Đó. Và bằng F nhân với S1 nhân với cos alpha 1. Đúng không? Và bằng gì đây? Bằng F1 nó tương tự như bên trên thôi. Các bạn thấy có S thì bằng gì? Bằng E nhân với Q nhân với gì đây? Nhân với cos alpha 1. À xin lỗi. S nhân với cos alpha 1 thì bằng D1 đúng không nhỉ? Đó. D1. Rồi, thế còn APN thì bằng cái gì? Thì tương tự các bạn có bằng F nhân với S2. Đúng không? Và bằng gì đây? Bằng F nhân với S2 nhân với cos của alpha 2. Đúng không? Bằng F thì thay bằng E nhân với Q nhân với S2 thì bằng gì đấy? S2 nhân cos alpha 2 thì chính bằng B2. Ok. Hai anh chàng này cộng lại thì chính bằng công sinh ra con đường trên con đường MN, đúng không nhỉ? Suy ra AMN sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng đây, trung quy này, trung E này, vậy sẽ bằng E nhân với Q nhân với D1 cộng với D2, đúng không nhỉ? Đúng không? Và bằng E nhân với Q nhân với gì đấy? Nhân với D, đúng không nhỉ? D1 cộng D2 thì vẫn bằng D thôi. Nó vẫn là khoảng cách từ kẻ từ M hạ vô góc xuống đến N này, đúng không nhỉ? MH vô góc với NH. Được không? Rồi. Trường hợp cuối cùng. Vật của thầy nó không di chuyển theo đường thẳng, cũng chẳng sẽ theo đường góc khúc, mà nó di chuyển theo đường cong ở đó, đó nhỉ? Cụ thể ở đây cái hình như này, đây, thay vì MPN là góc khúc đúng không, nó đi theo đường cong. Thế thì cái phần này giải quyết như thế nào? Thì các bạn nhớ như này này, một đường cong chúng ta chia ra thì sẽ được vô số đường thẳng nhỏ, đúng không nhỉ? Đường thẳng nhỏ hoặc có cái đoạn cong nhỏ thì có thể coi như là một đường thẳng, đúng không? Một đoạn thẳng. Thế thì khi mà thầy chia nhỏ ra như vậy thì các bạn vừa học rồi, chia ra MPN thì nó vẫn đáp án vẫn là EQD, đúng không nhỉ? Thế thì khi mà đường cong này nó chia làm vô số cái đường thẳng nhỏ thì tổng đáp án nó vẫn như thế, đúng không nhỉ? Thế thì người ta kết luận rằng ở trường hợp C, khi mà có chia nhỏ hơn nữa thì AMN vẫn bằng cái gì đây? Vẫn bằng E D, đúng không nhỉ? D đó. Nói tóm lại là gì? Từ đó, từ ba trường hợp này chúng ta thấy rằng kết quả giống hệt nhau. Đúng không? Dù có đi theo đường nào, thẳng, góc khúc hay cong, thì nó đều ra một đáp án là AMN thì bằng Q E D, đúng không nhỉ? Từ đó người ta rút ra một cái kết luận như sau. Nếu như mà cả ba trường hợp như thế, đúng không? Thì người ta kết luận là gì? Công của lực tĩnh điện trong điện trường đều từ M đến N là AMN bằng QED, đúng không nhỉ? Không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi, đúng không nhỉ? Tóm lại là có thẳng, đúng không? Có cong, có góc khúc nữa thì kết quả nó vẫn giống nhau và bằng A và QED, đúng không nhỉ? Một số bạn ý kiến với đây là gì? Cái này khó nhớ quá, đúng không? Tận 4 ẩn liền, đúng không nhỉ? Thì các bạn phải nhớ theo kiểu gì đây? Nhiều bạn nhắc tới thầy, cái này em hay nhớ theo kiểu A là gì? Anh, đúng không nhỉ? Q là gì? Quên. E là gì? Em. Và D, đi, đúng không nhỉ? Anh quên em đi, đúng không nhỉ? Đó, anh quên em vật lý lớp 11 đi. Đó, thì các bạn nhớ được công thức tính thì A, được chưa? Đó. Thì như vậy là ở đây là chúng ta đã thiết lập được cái công thức tính công ở trong một cái môi trường gì? Môi trường điện trường đều, đúng không? Thế nhưng câu hỏi là bây giờ nếu như vậy thì ở đây nếu như có cái môi trường nó không đều thì sao? Ví dụ như trường hợp này,
một trong một cái môi trường bất kỳ nhá. Ví dụ như kia đây, đúng không nhỉ? Đây là diện tích, một diện tích nào đó. Thì cái diện tích này thì các bạn biết rồi đúng không? À, điện trường nó có đều đâu, đúng không nhỉ? Nó phụ thuộc vào khoảng cách từ Q đến cái vị trí bất kỳ, đúng không nhỉ? E ở đây nó lớn hơn đây. Thì sao? Đúng không nhỉ? Thì kết quả có giống như trước không hay nó thay đổi rồi? Thì cái phần này thì không chứng minh, đúng không nhỉ? Thì các bạn nếu như bạn nào tìm hiểu muốn hiểu thêm thì đọc thêm trong sách. Thì ở đây cái kết quả này thì người ta đã tập kết lại, đúng không? Và rút ra một cái kết luận là gì? Công của lực vĩ nghiệm trong sự di chuyển của một diện tích Q từ M đến N trong một cái môi trường bất kỳ, đúng không nhỉ? Môi trường bất kỳ không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của M và N, đúng không? Tóm lại là gì? Bất kỳ hay đều thì nó cũng giống nhau, đúng không nhỉ? Cùng ra một kết quả, đúng không? Đó. Như vậy là thầy trò mình thiết lập được các công tính lực điện trong tất cả các trường hợp rồi, đúng không? Bây giờ thầy trò mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, phần tính thế năng của điện tích trong điện trường. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thế năng, đúng không nhỉ? Thế năng thì rất nhiều bạn thấy là nó quen, đúng không? Tại vì sao? Vì lớp dưới em học rồi thế năng, đúng không? Đấy là thế năng trọng trường, đúng không nhỉ? Trong một cái môi trường của chúng ta thì chúng ta luôn chịu một cái gọi là trọng trường, đúng không nhỉ? Và chúng ta có thế năng trọng trường, đúng không nhỉ? Và thế năng trọng trường là cái gì? Là một cái đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công, đúng không? Đó. Thế thì trong thế năng ở trong điện trường cũng thế, đúng không nhỉ? Ngoài biên trọng điện trường thì nó cũng có khả năng sinh công, đúng không nhỉ? Sinh công thì nó cũng có thế năng, đúng không? Ở đây thì thầy sẽ có một khái niệm là gì đây? Thế năng của một điện tích Q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích Q tại điểm mà ta xét trong điện trường đó, đúng không nhỉ? Đó. Như vậy thì thế năng của một điện tích Q trong điện trường, đúng không? Đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường, đúng không nhỉ? Đó, sinh công của điện trường mà khi mà đặt Q tại một cái điểm mà nằm trong điện trường đó, được không? Như vậy nhá. Rồi, và cái khái niệm này thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn trong điện trường đều và điện trường bất kỳ, đúng không nhỉ? Chất liệu đầu tiên thầy muốn nhắc đến là điện trường đều, dễ trước, đúng không nhỉ? Thế thì cái thế năng này tính như thế nào? Thì thế năng ở đây tính bằng gì? Nó chính tính bằng công. Ở đây các bạn nghe chú ý nhá, đoạn này là khó, các bạn chú ý cho thầy này. Cái này nó chính bằng công. Đây, nó tính bằng công của điện tích. Đó. Di chuyển từ đâu? Từ điểm đang xét đến mốc thế năng, đúng không nhỉ? Đến mốc thế năng. Đúng không nhỉ? Thế câu hỏi là ra là mốc thế năng là cái gì? Đúng không nhỉ? Thì đây câu trả lời là mốc thế năng nó tương tự như mốc thế năng ở trong phần trọng trường ấy. Mốc thế năng các bạn biết thường là mặt đất đúng không? Là những cái nơi mà có thế năng bằng không. Rồi, thì trong đây điện năng cũng thế. Mốc thế năng là những nơi mà mốc thế năng là nơi có thế năng bằng không, đúng không nhỉ? Cụ thể ví dụ trong trường hợp điện trường đều này thì ở bên nào thế năng bằng không, các bạn thấy ngay, đúng không nhỉ? Khi mà nó về đến đây nó không có khả năng sinh công nữa, khi mà về đến biên này rồi, đúng không nhỉ? Khi mà về đến vị trí âm này rồi thì cái lực này nó có vẫn tồn tại lực, nhưng quãng đường còn bằng mấy nữa? Quãng đường còn bằng không, đúng không nhỉ? Bằng không rồi thì làm gì còn công nữa, mà không còn công thì làm gì còn thế năng nữa, đúng không nhỉ? Vậy như trong trường hợp điện trường đều này thì ở đây cái vị trí này chính là vị trí mốc thế năng, đúng không nhỉ? Đó. Vậy công thức tính thế năng ở đây bằng cái gì? Các bạn chú ý đây. Công thức thế năng của thầy được ký hiệu là chữ V kép M. Được chưa? Và V kép M này được tính bằng công từ M đến N ở đây là một điểm nằm trên cái thanh ngang này, đúng không nhỉ? Nằm thanh âm, đúng không? Đó. Như vậy là V kép AMN bằng AMN và bằng QED, đúng không nhỉ? Anh quên em đi đấy, đúng không?
Đó, thế năng từ M đến đến đây bằng công từ M đến đây. Được chưa? Rồi, trường hợp tiếp theo. Nếu như chúng ta xét trong một trường điện trường bất kỳ thì các bạn có gì đây? Các bạn có này. Ở đây điện trường bất kỳ ở đây thì thầy lấy ví dụ là cái điện trường của một điện tích dương phát ra, đúng không nhỉ? Thì điện trường E nó sẽ ra ngoài. Thế cái câu hỏi là thế năng của một cái điểm bất kỳ M như này thì tính như thế nào? Thì các bạn chú ý này, nó vẫn tính bằng công của một cái chất điểm M này di chuyển từ chính vị trí đang xét đến đâu? Đến điểm mốc thế năng, đúng không nhỉ? Nhưng câu hỏi đặt ra là mốc thế năng trong trường hợp này ở đâu? Đúng không nhỉ? Thì câu trả lời là gì? Mốc thế năng trong trường hợp này nó ở xa vô cùng. Tức là gì? Tức là các bạn biết một cái điện tích đúng không? Nó sẽ có tác dụng điện trường lan tỏa xung quanh. Và càng xa càng ra thì điện tích nó càng yếu dần, điện trường càng yếu dần, đúng không nhỉ? Yếu đến mức khi ở một xa vô cùng thì nó không còn tác dụng gì nữa. Đó, thì tóm lại là gì? Vkm này, đúng không nhỉ? Tức là thế năng tại điểm M bằng gì? Bằng công di chuyển từ M đến một điểm ở vị trí xa vô cùng. Được không? Đó, như vậy là chúng ta tính được cái công thức tính được điện trường trong cả hai trường hợp, điện trường đều và điện trường bất kỳ, đúng không nhỉ? Đó. Thế bây giờ chúng ta từ cách tính công thức đấy, từ cái cách tính công thức này thì chúng ta suy ra một vài thứ. Ở đây có vấn đề gì? Thì chúng ta sẽ suy ra một cái sự gọi là sự phụ thuộc của thế năng Vkm vào điện tích Q. Đó nhỉ? Vkm vừa tính xong thì nó phụ thuộc vào Q như thế nào? Thì các bạn thấy này, ở đây chúng ta nên nhớ rằng Vm chúng ta luôn tính ra được bằng A, M đến mốc thế năng, đúng không? Mà A thì bằng gì? Bằng F nhân với S nhân với cos alpha, đúng không? Mà F thì bằng gì? F thì nó lại phụ thuộc vào gì? Vào Q, đúng không nhỉ? F thì bằng E nhân Q, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là gì? Tóm lại sau khi tính một hồi thì chúng ta thấy là thế năng sẽ bằng một cái gì đó nhân với Q. Mà cái gì đó ở đây thì được đặt là Vm. Hôm phần sau thì các bạn sẽ hiểu rõ tại sao thể đặt là Vm. Nhưng hôm nay thì các bạn cứ tạm hiểu đi. Và biết là Vm ở đây nó là một cái con số ở đó, đúng không nhỉ? Như vậy thì chúng ta có một cái biểu thức là gì? Thế năng, đúng không? Sẽ phụ thuộc vào Q, đúng không nhỉ? Đó. Và cái sự phụ thuộc này, đúng không? Đến buổi sau các bạn sẽ rõ hơn là nó phụ thuộc và nó sẽ có một cái sức ảnh hưởng rất lớn. Tiếp theo, cái trường hợp cuối cùng thì chúng ta xét công của lực điện và độ giảm của thế năng của điện tích trong điện trường, đúng không nhỉ? Thế thì các bạn biết rồi, đúng không? Thế năng nó thay đổi khi mà trong trường hợp bất kỳ hay trong trường hợp đường đều ấy, thì cái vật thế năng thay đổi khi mà vật di chuyển từ vật vị trí này sang vị trí khác, đúng không? Thế năng thay đổi thì sao? Thì công của lực điện nó cũng sẽ thay đổi, đúng không nhỉ? Và hai cái anh chàng này nó sẽ gắn kết chặt chẽ với nhau. Cụ thể như thế nào? Thì các bạn, ở đây thầy có một kết luận như sau. Khi điện tích giảm Q, điện tích Q di chuyển từ M đến N trong một điện trường, đúng không? Khi điện tích di chuyển từ M đến N trong điện trường thì công mà lực điện tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích Q trong điện trường. Đúng không nhỉ? Đó, công sinh ra thì bằng độ giảm thế năng. Đúng không nhỉ? Ví dụ trong một cái môi trường ở đây cái một cái môi trường này của thầy. Quay lại đây, đây. Ôi nhỉ. Công sinh ra, công từ M này đến N ở đây chẳng hạn, đúng không? Mức thế năng thì bằng độ giảm thế năng, đúng không nhỉ? Thế năng ở vị trí này, đúng không? Mình vừa tính thế năng vị trí này thì chính bằng đây rồi, đúng không? Trừ đi thế năng ở vị trí này bằng mấy? Bằng 0, đúng không nhỉ? Như vậy thì Vkm trừ đi 0, đúng không? Thì chính bằng công đây, chính bằng công này, đúng không? Do đó, tương tự như vậy, nếu với trường hợp điện không đều thì nó cũng tương tự như vậy, đúng không nhỉ? Như vậy thì chúng ta có một cái kết luận ở đây là gì? Là khi một điện tích Q di chuyển từ M đến N trong điện trường thì công mà lực điện tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện trường Q, của điện tích Q trong điện trường, đúng không nhỉ? Đó. Và cái phần này thì nó được cụ thể hóa bằng phần công thức như sau. Cụ thể hóa bằng phần công thức là gì? Là công AMN, tức là gì? Là công di chuyển của điện tích từ M đến N sẽ bằng hiệu thế năng của điện tích tại điểm M và tại điểm N. Đúng không nhỉ?
lấy với kép m trừ đi với kép n thì các bạn sẽ ra được được thế năng. Đâu nhá. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công của lực điện trong điện trường cũng như là tìm hiểu về thế năng rồi. Đúng nhỉ? Bây giờ thầy trò mình sẽ cùng nhau vào một số bài tập cụ thể để hiểu rõ hơn về những cái công thức như này. Rồi, bây giờ thầy trò mình sẽ cùng nhau vào cái ví dụ đầu tiên. Đâu nhỉ? Một điện tích Q bằng 10 mũ trừ 8 coulomb dịch chuyển theo đường cong từ A đến B thì sinh ra công là A bằng 60 mJ. Đâu nhỉ? Hỏi điện tích Q phẩy bằng 4 x 10 mũ trừ 9 coulomb dịch chuyển theo đường thẳng từ A đến B thì sinh ra công là bao nhiêu? Đâu nhỉ? Đó. Thì chúng ta phân tích một chút này. Ở đây chúng ta có biết là điện tích thì ở trong môi trường điện trường đều hay không đều không? Không, đâu nhỉ? Chỉ biết từ A đến B thôi. Đúng không? Thế nhưng câu hỏi đặt ra là điện trường đều hay điện trường bất kỳ thì có quan trọng không? Câu trả lời cũng là không, đúng không nhỉ? Vì sao? Vì công sinh ra thì trong điện trường nào nó cũng vẫn có công thức là gì đây? Anh quên em đi, đúng không nhỉ? A bằng QED, đúng không? Đó. Thế còn câu hỏi tiếp theo là đường cong từ A đến B và đường thẳng từ A đến B thì nó có khác gì nhau không? Khác nhau, nhưng công thì vẫn thế, đúng không nhỉ? Đó, cách tính công vẫn thế. Bây giờ đó chúng ta làm sao? Chúng ta ở đây chúng ta giải cái bài toán này một cách rất đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Chúng ta giải bài toán này như sau. Đấy này. Trong trường hợp 1 thì công đúng không? Thế trường hợp 1 là gì đây? Điện tích đi thẳng từ A điện tích. Điện tích Q bằng 10 mũ trừ 8 coulomb đi từ A đến B. Đúng không nhỉ? Thì các bạn có gì đây? Công A thì A ở đây có thể là A, B được. Bằng gì đây? A này bằng Q. Đúng không nhỉ? Nhân với E. Đúng không? Trong cùng một môi trường mà. Đúng không nhỉ? E. Nhân với gì nữa? Nhân với D. Đúng không? Đây là DAB. DAB là gì? Là khoảng cách từ A đến B. Không phải khoảng cách từ A đến B. Mà là gì? Là cái khoảng cách trong phía điện trường ấy. Đúng không nhỉ? Đúng không? Nếu như điện trường đều chúng ta chiếu. Đúng không nhỉ? Nên bất kỳ chúng ta cũng phải chia nhỏ ra rồi chiếu. Đúng không nhỉ? Nhưng tóm lại nó chính là một cái gì đó mà các bạn đều hiểu là cái khoảng cách tương ứng ở trong điện trường. Đúng không nhỉ? Tiếp tục. Cái thứ hai. Chúng ta có điện tích Q phẩy bằng bao nhiêu? Bằng 4 x 10 mũ trừ 9 coulomb đi từ A đến B. Đó nhỉ? Thì chúng ta có gì đây? AAB sẽ bằng Q phẩy nhân với E và nhân với D. Đúng không nhỉ? Từ đây các bạn suy ra điều gì đây? Suy ra chúng ta sẽ có từ một, đây là 1 và đây là 2 nhỉ? Từ 1 và 2 suy ra. Thế sau đây là A phẩy nhá. A phẩy. Đúng nhỉ? Và chúng ta đang cần tìm cái công A phẩy này đúng không nhỉ? Nếu chia cả hai vế cho nhau thì các bạn có AAB chia cho A phẩy AB thì sẽ bằng gì? Q và E giống nhau. Q và Q phẩy khác nhau, còn E và D giống nhau. Thì đây chính bằng Q trên Q phẩy. Đúng không nhỉ? Từ đây các bạn suy ra A phẩy AB sẽ bằng AB bằng AAB nhân với Q phẩy trên Q. Đúng không nhỉ? Và thay số vào, đúng không? Các bạn thay số vào thầy. Bằng AB ở đây thì bằng gì đây? Bằng 60. Chúng ta không cần phải đổi về đơn vị chuẩn tại vì đây nó đồng bộ với nhau, đúng không nhỉ? Nhân với Q phẩy trên Q thì chính bằng 4 x 10 mũ trừ 9. Chia cho 10 mũ trừ 8. Bằng. Đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ bằng gì đây? 60 nhân với ở đây 10 mũ trừ 8 chuyển lên này, ở đây chúng ta còn 4 nhân với 10 mũ trừ 1 thì bằng 0,4.
60 nhân 0,4 thì bằng 24, đúng không nhỉ? Bằng 24 mJ. Đó. Đó. Như vậy chúng ta có thể kết luận đây. Vậy. Vậy các bạn tự kết luận vào nhá. Công từ quy phải đi từ A đến B là 24 mJ. Được không nhỉ? Đó. Như vậy chúng ta giải quyết xong ví dụ đầu tiên. Đúng không? Cách tính công của hai điện tích di chuyển cùng một quãng đường trong một cái môi trường bất kỳ. Được nhỉ? Bây giờ thầy trò mình sẽ cùng nhau chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. Rồi bây giờ thầy trò mình sẽ bước vào ví dụ số 2, được không nhỉ? Ở đây một anh thầy đàn ông di chuyển được một đoạn đường 1 cm, đúng không? Dọc theo một đường sức điện dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện là 100V, 1000V trên mét, được không nhỉ? Tính công của lực điện trong trường hợp trên. Thế thầy trò mình đầu tiên là phải mô tả cái hiện tượng này đã, được không nhỉ? Thì điện trường đều của thầy thì thầy vẫn vẽ giống như phần trước thôi, đúng không? Nó là điện trường nằm giữa hai cái thanh kim loại được tích điện trái dấu nhau. Đây là tích âm. Được chưa? Đây là điện trường E. Đó. Các bạn chú ý này, ở đây là một electron là một điện tích âm, đúng không nhỉ? Đó. Các bạn nếu bạn nhớ thì ở đây E thì bằng gì? Bằng trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Được chưa? Đó. Khi mà điện tích E di chuyển như này thì nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị đẩy về hướng nào nhỉ? Nó sẽ bị hút về phía dương và phía âm này thì đẩy lên. Bây giờ đó nó sẽ dịch chuyển về hướng này. S. Vector S đúng không? Dịch đoạn đường di chuyển của chúng ta là sẽ đi ngược lại. Và chúng ta nhớ công thức là gì đây? Công, đúng không nhỉ? A gì đây? Công A sẽ bằng AQ, đúng không nhỉ? Thì đây chúng ta có thể bằng Q, ở đây thì độ lớn bằng E, đúng không nhỉ? Q, ED, đúng không nhỉ? E ở đây là E điện trường nhân với D, đúng không? Đó. Thì thay số vào, E bao nhiêu? Trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, được không? E bằng gì? E bằng 1000, đúng không nhỉ? Rồi, còn D, D bằng 1 cm, các bạn phải đổi ra mét, đúng không nhỉ? Chính bằng 0,01, đúng không? Và bằng gì đây? 1000 nhân 0,01 chính bằng 10. Vậy đây chúng ta sẽ có trừ 1 xin lỗi, nhân AD nhân với cos alpha nữa, đúng không nhỉ? Cos alpha là góc nào? Là góc hợp bởi E và S, đúng không? Đây chính là cos alpha. Cos alpha này chính bằng bao nhiêu? 180 độ, đúng không nhỉ? Thay ở đây thì nhân thêm cos 180 độ. Đó, bạn này có này. Cos 180 độ thì bằng bao nhiêu? Bằng trừ 1, đúng không nhỉ? Vậy trừ và trừ ở đây hết, chúng ta sẽ còn 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19. 19. À, đây là đơn vị là joule, đúng không nhỉ? Đó. Như vậy là chúng ta giải quyết xong bài tập số 2. Ở đây thì chỉ chú ý các bạn là gì? Về cái chiều của dịch chuyển của nó, đúng không? Từ đó suy ra cái góc alpha giữa E và S này là 180 độ chứ không phải là 0 độ, đúng không nhỉ? Như vậy là thầy trò mình đã hoàn thành xong cái ví dụ thứ hai. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng là kết thúc rồi. Thân ái, chào tạm biệt các em. Và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.